Xin kính chào anh chị em. Chúng tôi xin giới thiệu đến anh chị em chiếc đồng hồ CCW. CCW là một thương hiệu của đồng hồ thuộc công quốc Monaco. Đồng hồ chạy máy PCM1A của Seiko Nhật Bản. Dây silicon màu trắng phớt hồng. Rất ôm tay, đeo rất thích, khỏe khoắn. Dây 20 mm. Kích thước viền tròn của đồng hồ là 43 mm. Đồng hồ cũng có mặt số màu trắng hơi hồng. Trên này là biểu tượng của CCW. Ba kim cộng với lại vạch số chỉ giờ cộng với những họa tiết, đây là những ba cái đường tròn nhỏ này là ba họa tiết thôi đấy, đều là khắc dập nổi và mạ vàng đấy. Đồng hồ có bezel bao quanh được đính đá thời trang. Đồng hồ này thì đồng hồ có hai kim giờ và kim phút mạ phủ dạ quang nhé, mình đã nhắc chưa nhỉ. Đấy, đồng hồ đây, đồng hồ đẹp chắc chắn và khá là thời thượng. Đấy, đây là phía sau của đồng hồ. Model đồng hồ là 7846, lắp máy PCM1A của Nhật Bản. Đây, trên đồng hồ đây,